em tình yêu mới. Chàng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quyết chí gọi vợ cho con, quyết chí tìm nàng dấu loan, nàng dấu đôi má sang nắng hồng, quyết chí giảm vợ cho con, quyết chí tìm nàng dấu loan, làm sao cho xứng đôi vừa đứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thu bắt về phía bóng hoa để cùng chào đón tân niên rạng rỡ và hạnh phúc. Tại trong đây cùng bước lên sân để chúa để con chu và cô dâu mái ăn. Và từ đó sinh ra một tình yêu mới trong lịch sử Việt Nam. Và tất cả quý vị đang ngồi đến đây được cầu chúc cho chú rể và cô dâu sẽ mãi đi trên một con đường được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Thưa quý ông thân mến, trong khúc nhạc tình đã đưa đôi cô dâu đến với bến bờ hạnh phúc. Và giờ đây cho phép chú rể con chung cô dâu quay anh cùng vũ đò được cha ban. Xin trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, trong ngày buổi hôm nay với sự thị vị của quý vị đang ngồi ở đây sẽ là một minh chứng cho một tình yêu. Và ngày đây xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một cảnh sắc rất là ấn tượng để ghi dấu lại những phút thăng hoa nhất. Đó là phần nghi thức thay bánh và rót rượu để tượng trưng cho sự chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Và ngày đây xin mời nhân viên lễ tân nhà hàng The Chama sẽ cùng trao cho cô dâu và chú rể những chén rượu tình yêu. Hình ảnh rất đẹp trên sàn để chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng
trong cuộc sống hôn nhân gia đình của cô dâu và chú rể luôn luôn là một chỗ dựa tinh thần rất bình thường, và luôn luôn có sự đồng hành của những bậc làm cha mẹ. Tình yêu thương cha mẹ vô bờ bến không gì có thể so sánh và không thể nói hết bằng lời. Họ đã đánh đổi cuộc đời mình để giành lấy hạnh phúc cho các con ngày hôm nay. Chính vì thế, trong giây phút trọng đại như thế này, cô dâu và chú rể không thể nào không nhắc đến vụ việc thân sinh của mình. Chúng tôi xin kính cầu, kính mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái cùng bước lên sảnh lễ để ra mắt quý quan khách có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Hiện diện trên sảnh lễ giờ đây là một đại gia đình thật hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, mỗi gia đình có thêm một thành viên mới. Mình có Thể Thảo, mình có Dầu Hiền. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho đại gia đình. Trong ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng đại diện cho gia đình xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành một ít thời gian cùng đến đây chung vui trong khâu tiếp đãi. Nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị vui lòng thông cảm. Xin đại diện hai gia đình chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị khách mến, tình tạo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vì thế trong giây phút trọng đại như thế này, cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên cha mẹ những ly rượu để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục ấy. Thank you.
dù những bất kỳ sơ sót mong có thể vui lòng thông cảm. Xin được cảm ơn và trân trọng kính chào. Và ngay sau đây xin mời các cô bé chúng ta cùng thưởng thức một vũ điệu rất là đặc biệt với liên khúc xuân được thể hiện qua vũ đoàn từ Sa Văn. Xin mời các cô bé cùng thưởng thức. Mãi mãi chưa.